thế giới ngày nay là một nơi lộn xộn, tại sao không đảm bảo bạn có thể né một vài quả lựu đạn nếu cần? Thế giới không phải chỉ có cầu vồng và ánh nắng. Lật qua các kênh tin tức và có cảm giác như miền Tây hoang dã của thời kỳ hiện đại ngoài kia. Trong những thời điểm hỗn loạn này, một chiếc xe bọc thép là lựa chọn tốt để bảo vệ thêm và đảm bảo an toàn cho bạn. Chà, có thể không phải là người bình thường hoặc gia đình chưa, nhưng nếu bạn là một người khá giả, có địa vị cao có thể được nhắm đến, tại sao không tăng gấp đôi với một chiếc sedan sang trọng chống đạn, chống lựu đạn? Các chuyên gia về đạn đạo tại Incus có một giải pháp cho bạn. Incus đã tiết lộ mẫu xe mới nhất của mình. Một chiếc Mercedes-Benz S-Class 2022 được bọc thép ở cấp độ BA6, một trong những cấp độ bảo vệ cao nhất hiện có thể chống lại bất cứ thứ gì từ súng trường tấn công đến lựu đạn 51 mác Đức, dường như có thể được ném như một chất nổ hoặc cũng được trang bị áo khoác phân mảnh, những thứ khó chịu mà bạn muốn để ngoài xe. Tuân theo các tiêu chuẩn ban đầu, S-580 chống đạn này cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện trong khi vẫn mang lại trải nghiệm lái xe thú vị. Incus cho biết lớp giáp đạn đạo sáng tạo này rất kín đáo và không làm thay đổi hiệu suất, chất lượng xe hoặc các hệ thống trên xe như các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao, Incus nói. Mọi thứ bên trong vẫn sang trọng và như mong đợi đối với một chiếc S-Class, bao gồm ghế da chất lượng cao và công nghệ hàng đầu tương tự như các mẫu Mercedes thông thường. Và nếu có trường hợp khẩn cấp yêu cầu người lái xe của bạn đặt bàn đạp ga xuống sàn, động cơ V8 tăng áp kép tạo ra 496 mã lực sẽ giúp bạn an toàn. Ngoài trang bị tiêu chuẩn, Incus còn cung cấp các thiết bị và phụ kiện tùy chọn để tăng cường bảo mật. Thiết bị liên quan đến trường hợp khẩn cấp bao gồm một camera quan sát ban đêm nhiệt phụ trợ, cung cấp oxy trên tàu để giữ cho không khí bạn hít thở trong lành và hệ thống dập lửa. Bạn cũng có thể thêm đèn nhấp nháy bên ngoài, còi báo động, hệ thống liên lạc nội bộ và hệ thống va nếu bạn quan trọng. Một gói trang bị vũ khí nhẹ có công nghệ hỗ trợ cửa giúp giảm trọng lượng của các cửa bọc thép, giúp bạn dễ dàng ra vào xe. Các nâng cấp dựa trên cơ học khác trong thực đơn là hệ thống phanh hạng nặng với một bộ bánh xe hạng nặng để theo kịp. Mercedes-Benz S-Class bọc thép mới của Incus đã có sẵn để đặt hàng ngay bây giờ và giao hàng trên toàn cầu, bao gồm cả vận tải hàng không nếu cần. Về giá cả, Incus không tiết lộ những chi tiết đó. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng những thứ này chạy cho một khoản tiền lớn mà chỉ một quỹ tín thác mới có thể mua được. Một chiếc S-Class không bọc thép có giá bắt đầu từ $112,150. Đây là những gì trang web Incus nói về giá cả. Các chi phí liên quan đến các phương tiện trang bị vũ khí phụ thuộc rất nhiều vào kiểu xe cụ thể, cấp trang bị, các tính năng tùy chọn và số lượng các ứng dụng, công nghệ bảo vệ đặc biệt được yêu cầu. Chi phí trang bị có thể thay đổi từ $50,000 cho đến $500,000 và hơn thế nữa. Nhân tiện, Incus không phải là công ty duy nhất xây dựng Benzes theo phong cách này tận thế, nó chỉ xảy ra như vậy là Mercedes tạo ra một phiên bản động cơ V12 trong nhà. Nếu bạn cần sự an toàn bổ sung của sức mạnh và dịch chuyển hơn, và thậm chí có bột để bắt đầu cuộc trò chuyện. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!